Kinh văn. Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh, nhưng do nương oai thần chư Phật mà tới được cõi sơ thiện không ngăn ngại. Còn ông A Na Luật Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề như xem trái Amala trong lòng bàn tay. Giảng: Đức Phật thấy A Nan thật là đáng thương xót, vì A Nan chỉ chuyên tâm vào việc học tập văn tự. A Nan hỏi đi hỏi lại nhiều lần và chẳng hiểu được sau khi được Đức Phật giải thích cặn kẽ nhiều lần. Vấn nạn này phát sinh theo sau vấn nạn khác. Như người ta thường nói, cành lá thường mọc từ đốt mắt. Chú thích: Tiết ngoại sinh chi. Đọc tiếp: Chẳng có cành lá gì, nhưng A Nan thích tạo ra lá bằng cách chấp cành từ các đốt mắt. Thế nên A Nan thật đáng thương xót. Đức Phật đã dùng tâm vô duyên đại từ và đồng thể đại bi để chỉ dạy cho A Nan. Quý vị phải nên hết lòng thương yêu bất luận những ai, dù người ấy ít thân thiện với mình nhất. Đó có nghĩa là vô duyên đại từ. Cho dù họ không có duyên với quý vị, họ không hợp với quý vị cũng phải có lòng từ đối với họ. Tôi đã từng nói với quý vị rằng, một người là tất cả mọi người, tất cả mọi người chỉ là một người. Tất cả là một, một là tất cả. Đó có nghĩa là đồng thể đại bi. Chẳng hạn, tôi xem những khó khăn của quý vị cũng như là của chính mình. Bất luận khi nào tôi cũng nghĩ cách làm vơi bớt hoạn nạn của quý vị. Như khi tôi thường thấy các đệ tử tôi hút thuốc, tôi hy vọng rằng có lúc họ sẽ không hút nữa. Nếu quý vị không hút thuốc, quý vị có thể hít thở được không khí đồng như chư Phật. Nếu quý vị không chịu bỏ thuốc, thì mây đen mà quý vị hít vào và sương mù mà quý vị thở ra sẽ ngăn che ánh sáng Đức Phật chiếu soi vào quý vị. Tập khí hút thuốc gây nên sự đau khổ, và đó là việc làm không tương ưng với Phật Pháp. Nếu đệ tử tôi thực lòng muốn tu học theo chính pháp mà không nhanh chóng bỏ hút thuốc, thì tôi sẽ xem việc ấy như chính tôi đang làm một việc không tương ưng với Phật Pháp và gây nên sự đau khổ. Sao vậy? Vì tôi đặt mình trong tâm nguyện đồng thể đại bi của chư Phật. Thế nên tôi mong mỏi chẳng có ai làm việc xấu. Tôi mong ai cũng là người hoàn hảo. Khi có một ai trong quý vị không được là người hoàn thiện, tôi cảm thấy rằng chính mình chưa phải là người hoàn thiện, vì tôi cũng giống như quý vị. Do vậy, vì tôi mong mình được là người tốt, nên tôi cũng nghĩ ra cách để quý vị cũng trở thành người tốt luôn. Đó là ý nghĩ đồng thể đại bi. Nếu người đời nay ai cũng có tâm nguyện như vậy, thì thế giới sẽ chẳng có chiến tranh, giành giật, thù hận. Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh. Ông chưa chứng được quả vị thứ tư của A-la-hán, ông chỉ mới chứng được sơ quả, chưa đạt đến quả vị vô lậu. Sự thanh tịnh trong quả vị vô lậu là thanh tịnh nhất trong sự thanh tịnh, chẳng còn chút nhiễm ô. Nói thì rất dễ, nhưng đó là cảnh giới rất khó đạt được. Trong cảnh giới ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều không bị nhiễm ô. Khi mắt quý vị nhìn thấy cảnh rồi rong ruổi chạy theo, đó là bị nhiễm ô, lậu thoát. Nếu tai quý vị nghe điều gì đó mà quý vị không áp dụng công phu phản văn văn tự tánh, mà rong ruổi chạy theo để nghe, đó cũng là bị nhiễm ô, lậu thoát. Mũi chạy theo hương thơm, lưỡi thích nếm mùi vị, thân thích xúc chạm, tâm ý thích phan duyên với các pháp. Đây là trường hợp tương tự như nhiễm ô, lậu thoát.
Tôi đã giải thích từ trước, lậu toát là giống như cái bình bị thủng ở đáy, nó sẽ bị rò rỉ khi chứa nước. Nếu quý vị không tu tập và chưa chứng được quả vô lậu, thì quý vị cũng giống như cái bình rò rỉ. Quý vị trôi chảy thường xuyên từ cõi trời cho đến cõi người, từ cõi người chảy xuống cõi súc sinh, và từ cõi súc sinh chảy xuống cõi ngạ quỷ và địa ngục. Quý vị trôi lăn lên xuống trong sự lậu thoát, chẳng biết mình trôi về đâu nữa, còn tùy theo nghiệp mà quý vị đã tạo. Nhưng do nương oai tần chư Phật mà thấy được cõi sơ thiện không ngăn ngại. Mặc dù A Nan chưa chứng được quả vị thanh tịnh vô lậu, nhưng A Nan có thể nhờ sức oai thần của Đức Phật mà nhìn thấy được cõi sơ thiện. A Nan đã mở được Phật nhãn, nhưng ông vẫn không thấy được cõi sơ thiện. Khi được khai Phật nhãn, có cả ngàn cấp độ sai khác nhau. Cũng chỉ đơn giản là mở mắt và nhìn thấy được mọi vật như thấy bằng mắt thường. Có người thấy xa 3 dặm, có người thấy 7 dặm, có người thấy 10 dặm, có người thấy 30 hay 300, 3.000 dặm. Cao nhất, có người thấy được 84.000 dặm và có thể quan sát mọi hiện tượng xảy ra trong 80.000 đại kiếp. Đó không phải là trường hợp ngay khi mắt quý vị mở ra và thấy được vật. Chỉ có nhờ vào năng lực thần thông của Đức Phật, A Nan mới thấy được cõi sơ thiện trong suốt rõ ràng không chướng ngại. Như ông A Na Luật Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề. Trưởng lão A Na Luật Đà là bậc có thiên nhãn đệ nhất. Tên ngài trong tiếng Phạn nghĩa là không nghèo, Hán dịch là vô bần. Trong đời này và những đời sau nữa, A Na Luật Đà không bao giờ nghèo. Thượng tọa A Na Luật Đà là anh em họ với Đức Phật. Tôi đã đề cập từ trước, thượng tọa A Na Luật Đà có một tật rất lạ. Bất kỳ khi nào Đức Phật giảng kinh, thượng tọa đều ngủ gật. Thế nên Đức Phật trách mắng: "Này ông, sao quá mê ngủ, như con sò trong vỏ cứng. Ông ngủ suốt cả ngàn năm, tên Phật rồi chẳng nghe thấy." Con sò nằm trong vỏ cứng và chẳng bao giờ thò đầu ra ngoài. Khi Đức Phật trách mắng như vậy, ông liền phát khởi nhiệt tâm, không bao giờ ngủ nữa. Thượng tọa mở mắt trừng trừng và ngày đêm chẳng ngủ. Sau 7 ngày đêm không ngủ, thượng tọa hóa mù. Thượng tọa đến Đức Phật xin được giúp đỡ. Đức Phật bảo thượng tọa đừng buồn, rồi dạy tu pháp kim cương chiếu minh tam muội. Do chuyên tâm tu tam muội này, A Na Luật Đà đạt được thiên nhãn thông, có thể thấy được cõi Diêm Phù Đề, tức thế giới Ta Bà này, như xem trái Amala trong lòng bàn tay. Có nhiều cõi Diêm Phù Đề, cõi mà chúng ta đang sống chỉ là một. Trái Amala mọc ở Ấn Độ, ở Trung Hoa không có trái này. Tôi không biết trái này có ở nước Mỹ không, nhưng điểm chính là thế giới rộng như vậy được A Na Luật Đà nhìn thấy rõ ràng như một miếng trái cây nằm trong bàn tay. Tôi xin nói thêm về thượng tọa A Na Luật Đà. Trong một kiếp trước, ngài là một nông dân rất nghèo. Hằng ngày, ngài dùng một loại mễ cốc có chất lượng rất kém và rẻ để ăn. Ngài không có tiền mua thịt, sữa hoặc những thứ khác ngoài mễ cốc thô này. Một hôm, A Na Luật Đà gặp một vị tỷ khu già tu trong núi. Vị tỷ khu già này đã chứng Bích Chi Phật. Vào mỗi ngày thứ bảy, vị tỷ khu xuống núi đi khất thực. Ông ta mang bình bát theo thứ tự, chỉ khất thực trong vòng 7 nhà. Nếu đến nhà cuối cùng mà không có ai cúng dường gì, vị tỷ khu già cũng mang bát không về núi và chịu nhịn ăn. Một hôm, nạn đói hoành hành vùng ấy, không ai có đủ lương thực để sống. Lương thực rất đắt. Vị Bích Chi Phật lại xuống núi khất thực. Đến hết nhà thứ bảy vẫn không có ai cúng dường.
theo tâm nguyện của ngài, đành mang bắp không về. Trên đường về núi, vị tỷ khu già gặp một người nông dân. Ông ta chào hỏi: "Thưa thầy, ngài có cất thực được thực phẩm để dùng hôm nay không?" Vị tỷ khu già đáp: "Không, tôi đành chịu nhịn." Người nông dân suy nghĩ: "Thầy không cất thực được gì hôm nay, có nghĩa là thầy sẽ phải chịu đói trong 7 ngày nữa, cho đến khi thầy lại xuống núi cất thực. Không thể để thầy chịu đói được. Nếu thầy không chê mễ cốc của mình thô xấu, mình sẽ nhịn phần và xin cúng dường cho thầy." Vị Bích Chi Phật rất hoan hỷ: "Vì sao?" "Vì ngài đã chịu đói suốt 7 ngày rồi, và nếu ngài trở về núi với bát không thì ngài phải chịu đói suốt 2 tuần lễ. Mặc dù ngài đã chứng ngộ, nhưng đời này ngài vẫn còn cần đến lương thực. Ngài quá đói nếu không có gì để ăn, thế nên ngài rất hài lòng." Cảm niệm công đức to lớn của ông, vị tỷ khu già nói rồi hồi hướng công đức cho người nông dân: "Sở dị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược dị lạc cố thí, hậu tất đắc an lạc." Nghĩa: "Bây giờ quý vị thử đoán xem điều gì xảy đến cho người nông dân đặt cúng dường cho vị Bích Chi Phật. Một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Nếu tôi nói với quý vị chắc hẳn khó tin. Tôi cũng thấy khó tin. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói chuyện ấy trong kinh, nên chẳng có lý gì không tin được. Quý vị phải tin điều khó tin ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Khi anh ta cuốc đất, một con thỏ từ mặt đất nhảy giọt lên vai anh ta, rồi nằm ở đó không nhúc nhích. Anh ta hoảng sợ, không hiểu tại sao con thỏ này lại nhảy lên nằm trên vai mình. Anh cố gắng tìm mọi cách đuổi nó đi, nó vẫn nằm yên đó. Thế nên anh ta bỏ về nhà ngay, khiến người vợ ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Khi đến nhà, người vợ thấy con thỏ đã biến thành vàng. Sau đó, mỗi khi anh ta lấy vàng từ mình thỏ đi đổi thành tiền, thì chỗ vàng vừa lấy tự đắp đầy lại. Từ đó anh thành người giàu có. Anh ta không dám đem nguyên con thỏ vàng đi bán, thế nên anh ta cắt 4 chân thỏ đi bán. Khi trở về nhà, 4 chân lại mọc ra nguyên dạng như cũ. Thế nên của cải anh ta nhiều vô tận. Không những anh ta giàu có trong đời này, mà cả trong đời sau, đời sau nữa, cho đến 91 đại kiếp. Dù sinh trong cõi trời hay trong cõi người, hay bất kỳ anh ta sinh vào nơi nào. Thế nên được gọi là Ana Luật Đà, có nghĩa là không bao giờ nghèo, vô bần. Trong đạo Phật, bố thí là phóng xả một hưởng được cả ngàn. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cũng dạy như vậy. Quý vị phải tin sâu đạo lý này, chớ nghi ngờ chút nào. Hãy nhìn công hạnh của Ana Luật Đà giúp cho vị Bích Chi Phật qua cơn đói bằng cách cúng dường khẩu phần mễ cốc thô xấu của mình hằng ngày. Và vị Bích Chi Phật đã hồi hướng công đức, nên Ana Luật Đà đã nhận được phước báo giàu có vô tận. Ở Trung Hoa, khi có 1.000 vị tăng câu hội thì chắc chắn thế nào trong ấy cũng có một vị A-la-hán. Quý vị nên nghĩ rằng mọi vị tăng mình gặp đều là A-la-hán, mặc dù không dễ gì gặp được. Và A-la-hán là một trong cả ngàn, nhưng vẫn có thể gặp được A-la-hán nếu quý vị nhận ra ngài. Thượng tọa Ana Luật Đà chỉ cúng dường cho một vị tăng, nhưng vị tăng ấy là Bích Chi Phật, nên Ana Luật Đà nhận được phước báo to lớn như vậy. Thế tại sao vị Bích Chi Phật lại không được ai cúng dường chút lương thực trong ngày thất thực ấy? Một lần nữa, điều này lại được giải thích theo lý nhân quả. Tu phước không tu huệ, voi đeo ngọc anh lạc. Tu huệ không tu phước, là hán về bát không. Nếu quý vị chỉ biết tu huệ, cho rằng tôi sẽ học kinh và nghiên cứu Phật Pháp, việc ấy rất tốt,
quý vị sẽ có được trí huệ. Nhưng quý vị cũng nên tu hành bố thí. Quý vị phải biết tu tập cả phước lẫn trí. Quý vị nên tu phước bằng cách cúng dường tam bảo. Nếu quý vị không gieo trồng phước đức, thì trong tương lai, khi quý vị là A-la-hán đi khất thực, sẽ không ai cúng dường chút thực phẩm nào, vì quý vị chưa từng gieo nhân tu phước. Mặt khác, nếu quý vị chỉ lo tu phước mà không tu tập trí huệ, nếu quý vị chỉ biết làm việc thiện, tu hành bố thí, thì trong tương lai, quý vị sẽ như con voi được trang sức bằng ngọc anh lạc. Quý vị sẽ bỏ thân này và trở thành con voi câm to lớn, thân mang đầy ngọc ngà châu báu. Thời xưa, phụ nữ trang sức loại ngọc này trên tóc. Ngọc anh lạc thì đẹp bề ngoài, nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Người mà tu phước không tu huệ sẽ như con voi mang chuỗi ngọc anh lạc vậy. Thế nên khi quý vị tu đạo, nên tu cả phước và trí. Bên ngoài tu phước, bên trong tu huệ, cho đến khi đạt được ánh sáng giác ngộ. Thế là quý vị có được cảm ứng hỗ tương với đạo. Ha ha ha, 问什么的说呵。